Thì hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2024, ở thành phố Mỹ Tho có tổ chức cái lễ hội vui trăng rằm. Đây là lễ hội mà cứ thường niên vào rằm trung thu sẽ tổ chức. Đây là cái quang cảnh mà phía trong cái lễ hội này. Khu này khu bán đồ quần áo, bên kia là bán sách. Đây có nhiều sách lắm. Bên đây là cái đồ chơi mô hình cho bé. Bên kia là cái quầy sách kia. Không biết sách này nó cần ký hay sao á. Lúc trước chưa thấy quảng cáo là cần ký á. Cũ rồi. Cũ mà cần ký mà. Rồi. Ra ngoài. Cái phường, mỗi phường xã như mỗi năm là đều có cái tổ chức một cái khu để trưng bày để thi với nhau. Đây là của cái trường mầm non Quả Mi lại sinh hồng cùng làm chung với nhau. Mình là cô giáo trẻ. Anh đã bị hơi bị chốt. Hả? Buồn ngủ hả? Em ngủ ha, ngủ ăn á. Ờ. Đây con rồng mà mấy cô giáo mà làm cái muỗng ngủ à. Nhìn nó đẹp. Đây là cái muỗng nè. Đây là rôm, hoa sen. Rôm thì tượng trưng cho cái cảnh đồng quê cái thời xưa. Đã qua bên cái khu trưng bày khác. Bên đây là con trưng bày con rồng. Ở đây cái đèn này nó bị khi quay vô nó bị chớp, là do cái tần số hẹt, nó không phù hợp với cái quay, một số cảnh nó bị chớp. Chưa biết vậy hả? Vậy đứng to to thì nó nấu nè. Con nói gì thì tới luôn.
Năm nay giờ thấy năm nay là nó làm so với năm rồi sao vậy? Nhưng mà anh thấy nó đẹp hơn chứ. Ý tưởng giữ tưởng đẹp hơn. Đây hình cái chép của xã Đồng Thành. Đứng trước mặt Doraemon được cái tay y chang Doraemon này. Có bên đây có hình thỏ. Thỏ là đẹp. Này cũng của xã Đào Thạnh luôn. Còn bên đây là cái mình mặt trăng. Đó. Đây là hình cái cây giá lồng đèn, không biết giá đó cái gì, chắc giá dưa hấu à. Còn giờ còn dưới đây là chờ chiếc cốt. Hôm nay thì nó tổ chức thấy đẹp hơn so với năm rồi khá là nhiều. Thời gian hàng đồ chơi. Hôm nay thì mấy cặp tình nhân đồ đi ra khá đông. Hồi xưa thì cái thời lúc tôi còn nhỏ, thời khoảng 23 Trung Thu với là dẫn bà xã là đi chơi. Tuy nhiên thì cái thời hồi đó cách đây khoảng 20 năm. Đèn sao chá không thấy mặt em? Thành phố Mỹ Tho thì nói chung nó cũng còn quan sơn, nó cũng không có đẹp gì. Chủ yếu là đi ra qua quán cà phê rồi dọc cái giếng nước này ngồi uống xong về. Nói chung là hồi xưa thì cũng khờ, không phải như nít giờ. Bây giờ thì nó tiến bộ hơn, nó dẫn đi chơi nhiều khu khác rồi. Hồi đó thời đó, nhưng mà nó chỉ đi chơi với vòng vòng cà phê rồi về thôi. Chụp có tấm hình mà ai cũng đi chụp được, xinh đẹp quá nha. Ở đây cái ở đây có cái lồng, ở đây có cái lồng đèn họ làm ngủ. Ở đây có đặc biệt là có cái con cá nè, cá mà xây quanh cái mặt trăng, có hình chờ cuối ngôi sao. Để quay xa cho mọi người thấy. Quá trời đi rồi. Cái này là rồi 1 2 3
trường tiểu học Thiền Hậu Dương, trường mầm non của Ngọc. Cảm thấy là làm cái này là rất là công phu chứ không phải là chuyên nghề và đơn giản đâu. Đẹp không? Giờ đông quá là sao không được học sinh giỏi đâu. Không. Ờ. Nó quay đẹp ha. Rồi đi. Clip này quay liên tục có thể nó hơi dài nhưng mà nó sẽ bao quát cái toàn cái khu giếng nước từ trên. Ở đây là chờ đây gian hàng của thủ xã Phú Thạnh, Phú Thạnh. Ở đây nó có cái lồng đèn hình cái con heo nè, ta nhìn thấy là hình như cái đây là con cú. Dưới đây như là nhiều con chứ phải là con heo không, đây đa dạng con, đây con dê, còn bên đây con cua. Gian hàng cái đồ trưng bày thì là đặc sắc kia luôn, sáng tạo bởi nó người Việt của mình mỗi năm một cái sáng tạo đẹp, năm trước đẹp hơn, năm sau sẽ đẹp hơn năm trước nhiều bởi cái tư duy của người Việt càng ngày càng tốt. Hồi xưa cái thời mà đi còn học cấp 3 chắc khoảng 25 năm, cái thời đó còn lấy cái tàu lá dừa rồi có bữa mà trang trí bây giờ là đèn led rồi nọ rồi ok hết rồi. Ủa khu này làm gì đâu, chờ xíu là chị. Dạ cảm ơn mọi người, dạ cảm ơn mọi người, tôi đứng đây, đứng đây. Dạ cảm ơn mọi người. Yến chụp với em không con? Quá đẹp quá. Em đâu đây? Bên ký đó, trường nãy giờ cái trường tiểu học con thấy hả? Tú bên kia hả? Bên cô bay vô đó đứng đây mẹ chụp cho. Đây là khu trưng bày của trường tiểu học Thái Sơn Thành. Trường nào quân làm mẹ hết á, trường này năm ngoái là có mấy năm nay làm quá bự mà đẹp nữa. Làm cái hình vòng tròn xung quanh đẹp với luôn. Hai bên là cái bên phải là cái hình sóng, còn bên trái là hoa sen này ho. Nó làm cái che nứa nhìn nó lạ ghê luôn, lạ mà nó đẹp. Ta thấy nhìn gần cảnh đây làm cái che nứa giữa thì có cái đèn rất là đẹp. Còn bên đây là bông mà họ làm bằng cái này cái xốp đó. Đẹp đi luôn. Hôm nay thì đúng là nó hoành tráng mà nó đẹp hơn năm rồi nhiều. Bên đây của trường Bảo Định có mấy cái dù giấy này giống như của bên Nhật, đúng là cái phong cách nó cũng là của Nhật luôn. Nhật thì nó qua anh đào trưng bày năm nay, đúng là
mở rộng tầm mắt. Chị Hằng nghỉ nghỉ giải lao rồi, chị Hằng đi qua bên cung cung diễn biến ở Hoàng Thượng rồi đó chị. Xin chúc gặp với chị hai rồi, đứng kế chị hai đi, nắm tay chị hai rồi. Em yêu. Rồi đứng với chị. Bên đây bên đây có cái hình con rồng. Đây là lý do. Con rồng con này nó hoành tráng hơn là con rồng cái trước mình xem. Nó có thêm mấy cái mây làm xốp nó giả trời chớp chớp nữa. Đây có dòng ngôi sao quay. Do ở đây có nhiều người chụp hình quá cho nên không có đứng lâu quay chi tiết cho mọi người xem được. Cái nào mở đất khách thì tham quan thì có thể đến quay nhiều. Đây là tàu lượn siêu cấp nè. Đây là tàu cây dừa. Này làm lồng đèn. Gian hàng này cũng nhầm hoài, cái đồ trưng bày này nó cũng được chứ không đẹp bằng mấy cái đồ trưng bày của mấy trường khác. Cái chỗ này là cá chép mà thật sự là hoành tráng. Rồi ba đứng ba chụp cho con nào. Nè đứng đây đi mẹ chụp cho nguyên cái bộ. Ủa cha đây là con nhìn nó đâu có 380 độ. Ủa cha đây là nè nhìn nó nè nhìn nó thả đi. Nè sao con bán nhìn mẹ nó không nhìn ai á. Ủa đây. Đọc nha đi xuống kìa mẹ. Thôi. Thôi cái chế khu bên kia cũng đẹp. Cái nhà này nó làm đẹp quá, tuy đơn giản nhưng mà nhìn thấy vô cùng sắc sảo luôn. Cái này là cái che khô, che khô mà họ gắn phải che khô đó. Đúng rồi, che khô, họ phơi khô rồi họ gắn cái đèn led lên. Mà thật sự là tuy đơn giản nhưng mà thật sự rất là ấn tượng. Cái này là phải công nhận là sáng tạo nhất đó. Trong cái khu trưng bày mà nãy giờ con xem thì trong là cái nhà lá. Để cái khu này tôi quay kỹ cho mọi người xem. Chung ở khu này nó đẹp. Đấy, mẹ chiếc nha, mẹ chụp cái chữ bé không minh nè.
Đây là hình, hình cá chép. Chép mà làm cái thủ công theo kiểu truyền thống, làm bằng tre với lại dán mấy cái màu. Phía trong là cái lồng đèn. Cái khu này nó tái tạo cái không khí ngày xưa. Ừ. Qua cái dạng hàng khác. Rồi. Nhớ như chụp trước cái kìa người ta. Cái khu bên kia, khu bên kia. Có trình bày một số cái lồng đèn khổng lồ. Bye bye. Bye bye. Wow. Khu này nó còn chán, còn kém. Đây là cái lồng đèn khổng lồ. Phía trên là ngôi sao. Cái này là họ làm bằng tre. Ta thấy đẹp mê hồn không? Đây là lồng đèn hạt cá chép, cá chép đỏ và cá chép vàng. Đầu tư quá đẹp. Nè đi lẹ đi, họ về đấy. Ở đây có cái lồng đèn được làm một cái ống hút nè mọi người. Hút với lại mấy vật liệu mà tái chế. Đây là mấy chai nước. Còn đây là cái lồng đèn kéo quân. Ta thấy cái lồng đèn này, cái đặc trưng của nó là nó có những cái con
hình con thú mà có chục nó quay xung quanh. Ở đây tối thì mới thấy mấy con hình mấy con thú nó gọi dưới đất. Tại khu địa sáng quá nhìn thấy. Cái này làm quá cho dạy con vuông. Nãy giờ đi quay liên tục nửa tiếng đồng hồ. Đừng đụng nó hư đó. Đi tới đi. Lồng đèn thiên nhiên. Đây có cái ngôi nhà nhà của Bác Hồ. Làm gì gấp dữ vậy trời, từ từ cũng tới con mà. Nó có bay đi đâu mất rồi mà gấp. Chú quay xuống đây, quay cho chú quay kìa. Để cái ngồi xuống đây đi, để dừng xuống. Có bảo kỳ hả? Anh chụp bé này kia đừng cho bé đụng mấy triệu đồng. Cái khu này là ngày mai. Ngày mai mới hát. Mai mới là đại hội chính. Rồi.